Rồi giữ sức nha. Bật Khang ơi, thấy 34 vòng đi, tập đi, bơi dần dần đi. Vi quay vòng 2. Bạn nào không nhanh được thì cứ từ từ nhá. Vi quay vòng 2. Rồi mọi người quay vòng 2, vòng 2. Ngọc quay vòng 2, Ngọc cố lên. Ngọc quay vòng 2. Nghĩa quay vòng 2. Phượng quay vòng 2, Lan quay vòng 2. Ngọc quay vòng 2. Hà Nhi quay vòng 2. Rồi cứ chậm chậm được nha, Hà Nhi quay vòng 2. Dễ giải nhất lắm, hàng được 500.000 à. Hàng quay vòng 3, Vi quay vòng 3. Hàng cứng nhỉ, hàng nhất là chắc rồi. Ngọc thế này, Ngọc nhất, Ngọc phân đấu nhá, không được chứng lại đâu nhá. Hàng vơi hơn của cái Vi kìa mà. Hôm trước mới chọn không, xong là hôm mình rèn cho cái bài lướt. Vòng 3 nhá. Mọi người quay vòng 3 nhá. Thầy sẽ thông báo liên tục thời gian để mọi người cố gắng nha. Những bạn nào có tiềm năng giải là thầy sẽ thông báo nha. Lan quay vòng 3, rồi Lan cố lên. Lan Phượng 19 phút đấy, cố gắng nha. Ngọc cố gắng, bạn Ngọc này thôi thi đỗ rồi được. Rồi bạn Hà Nhi cứ vậy thầy nha, quay đầu liền Hà Nhi nhá. Rồi, Vi hàng quay vòng 4. Ngọc cố lên, Ngọc giải nhất rồi. Rồi, Ngọc cố lên nhá, Ngọc quay vòng 4. Ngọc duy trì nhá, đừng chậm nhá Ngọc nhá. Duy trì. Ngọc quay vòng 4. Nghĩa cố lên. Bạn Nghĩa quay vòng 4 nào. Nghĩa quay vòng 4. Tốc độ nhá, tốc độ lên nhá. Rồi bạn Phượng, bạn Lan chuẩn bị quay vòng 4 nhá. Lan Phượng quay vòng 4, lượt 4. Lan Phượng quay lượt 4. Ngọc quay lượt 4 rồi, cứ duy trì đều như vậy rồi. Mọi người cứ duy trì tốc độ như vậy là được nhá. Hàng Vi 5 nhá, hàng Vi là lượt 5. Ngọc lượt 5. Rèn chứ. Khang xong quay luôn Khang nhá. Đến bờ thử mấy cái, Khang quay luôn nhá. Phải rèn thì mai mới thi được giống các bạn, Khang chưa? Lớn càng giải thấp. Lan lượt 5. Đừng tính lượt bẻ đấy. Không tính vòng cũng được, tính 17 lượt. Ngọc quay lượt 5.
Rồi Hà Nhi cứ phải duy trì nhá, Hà Nhi được đấy, cứ chậm chậm thôi, cứ phải như vậy được rồi. Hàng Vi lượt 6 nhá. Ngọc lượt 6 nhá, cứ duy trì này là Ngọc với cả Hằng được giải nhất đấy. Sơn nữa, còn Nghĩa thì nữa cố gắng nhá. Phượng với Lan cố gắng kiếm cái giải 3 nhá, có giải nhá, ông nó đạt chỉ tiêu rồi. Hà Nhi lượt 5 nhá. Phượng quay lượt 6, Phượng quay lượt 6. Lan quay lượt 6. Hằng với Vi là lượt 7 nhá. Ngọc quay lượt 6, Ngọc quay lượt 6. Khang bơi đi Khang, bơi đèo đi Khang. Ngọc quay lượt 6 nhá. Vi quay lượt 8. Nhi quay lượt 6. Rồi Nhi tốt đấy, Nhi cố lên, Nhi Hà cố lên nhá, được đấy. Hằng quay lượt 8, Hằng quay lượt 8. Ngọc cố lên, rồi duy trì đều này là giải nhất đấy. Hưng chuẩn bị mua pin cho Ngọc đấy Hưng. Ngọc quay lượt 8, Ngọc quay lượt 8. Hà quay lượt 6 nha, Hà quay lượt 6 nha. Hà quay được 6 rồi, Hà cố lên. Kẹp tay vào đầu Hà ơi, tay kẹp vào đầu Hà ơi. Tay thẳng ra phía trước cơ mà. Thế kẹp ra phía trước cơ mà, đẩy phía trước mà. Nghĩa quay cho thầy lượt 8 nha, Nghĩa cố lên. Nghĩa quay lượt 8, Nghĩa quay lượt 8. Nghĩa quay lượt 8. Phượng lượt 7, Lan lượt 7, Ngọc lượt 7. Hằng 9, Vi 9, Ngọc 7. Bạn Ngọc bé quay vòng 9. Khang ơi, tập nghiêm túc của Khang nhá. Hằng Vi 9 nhá. Ngọc 9, Ngọc 9. Bạn Nhi quay vòng 7. Hà quay vòng 7. Nghĩa quay vòng 9. Nghĩa quay vòng 9. Phượng vòng 8, Lan vòng 8. Bạn Ngọc lớn vòng 8. Hằng vòng 10, Vi vòng 10. Bạn Ngọc bé quay vòng 10. Ngọc với Hằng dễ được nhất rồi. Ngọc với Hằng giải nhất rồi.
Lan quay vòng 9, Phượng quay vòng 9, Vi quay 11, Bảo Ngọc quay vòng 9, Hằng quay 11, kéo Hằng nó dưới cả 17 phút đấy. Ngọc quay 11. Ngọc quay 11. Nhi vòng 8. Hà vòng 8. Phượng quay lượt 10. Phượng quay lượt 10. Vi quay 12. Vi quay 12 rồi. Hằng cứ duy trì vậy là nhất Hằng nhá. Hằng quay 12. Hằng quay 12. Lan quay lượt 10. Lan quay lượt 10. Ngọc quay lượt 10. Ngọc quay lượt 10. Bạn Ngọc bé quay, chuẩn bị quay lượt 12 nhá. Nhất rồi. Cố lên, nhảy nhất đấy. Ngọc bé lượt 12, lượt 12. Lượt 12 phút. Này có khi còn hơn Hưng nữa chắc rồi. Này hơn cả Hưng. Hưng vui 20 phút rồi. Đây nó ơi, nó khoảng độ 18 phút rồi. Nghĩa 11, Hằng 13, Hằng 13, Hà vòng 9, Hà vòng 9, Nhi vòng 9. Rồi Hà Nhi cứ duy trì và cố gắng lên nhá. Hằng 13, Phượng 11. Vi đâu? À Vi đầu đấy á. Vi 13. Ngọc 11, Lan 11. Bạn Ngọc bé quay vòng 13 nhá. Khang bơi đi Khang, cứ bơi đi, cứ bơi bình thường thôi. Tập trung đẩy làm gì. Đấy, hai đứa bé đấy. Ba đứa bé luôn, ba đứa 25 luôn. Hà nhá. Thằng nào cũng mệt thì cố gắng lên. Nghĩa 12. Vi 14. Hằng 14, Hằng quay 14, Hằng quay 14. Hằng quay 14. Hằng quay 14. Phượng quay 12. Nhi 12. Quay 12. Ngọc 12. Bạn Ngọc này 14. À bạn Hà và Nhi có còn 10 thôi. Lan 12. Hà Nhi 10 nhá. Hà với Nhi vòng 10. Nắm tay ép vào đầu đi Hà ơi. Nghĩa 13, Vi 15. Hằng quay vòng 15, còn có 3 lượt nữa thôi, cố lên. Vi cố lên giải nhất đấy Vi ơi, tăng tốc lên Vi. Còn 3 vòng thôi, tăng tốc lên.
này nhất là cái chắc rồi, Hằng với cả Ngọc này nhất là chắc rồi. Nghĩa nữa, cái Vi kìa. Con người Vi là lớn mà tôi là phải trừ phút đi. Cái này không phải thi với nhau đâu mà cái này thi với thời gian cơ. Ngọc 15, Ngọc 15, Ngọc cố lên. Bạn lớn là 17 phút. Bây giờ đang 13 phút, 15 phút 36 rồi. Vi cố lên nhất đấy, tăng lên Vi ơi, tăng tăng lên. Lan mười mấy nhà Lan 13. Ngọc với Hà, Ngọc với Hà 11 nhá. Phượng 13. Nghĩa 14, Nghĩa 14. Hằng 16. Hằng 16. Vi ơi nhanh lên vòng cuối Vi ơi. Tuy vẻ nhất nhưng mà lớn nên chỉ được giải nhì thôi. Vòng cuối, vòng cuối Vi, vòng cuối Vi, vòng cuối. 17 phút rồi, 16 phút 45 rồi. Nghĩa 15, Nghĩa 15, Nghĩa 15, Nghĩa cố lên giải nhất, Nghĩa ơi, cố lên. Hằng cố lên, quay vòng cuối về đích Hằng nhá. Ngọc 16, Ngọc 16. Lan 14, Lan 14, Lan 14. Vi về đích nào, Vi về đích nào, Vi về đích nào. Hằng về đích nào. Vi về đích nào. 17 phút 39 giây rồi, mới nốt thầy vòng nữa nha. Hà Nhi 12, Hà Nhi vòng 12. Hằng về đích nào, Hằng về đích nào. Rồi, Hằng chắc chắn giải nhất rồi, Hằng cố lên, về đích nào. Ngọc về đích nào. Hằng về đích nào, xong bơi thầy thêm vòng nữa nhá. Mười tám phút 17 giây rồi, giải nhất rồi. Hằng bơi một vòng nữa đi Hằng, vòng nữa, vòng nữa về kia. Ngọc về đích nào, rồi Ngọc giải nhất rồi, Ngọc cố lên nào. Hằng không bơi nốt, một nốt đi. Lan 15, Lan vòng 15, Phượng 15. Nghĩa 16. Hằng nhìn nhất được 500 à? Để to nhá. Rồi, Ngọc phải đích rồi. 18 phút 52 giây. Ê, một vòng nữa đi, làm vòng nữa đấy. Đấy, các bạn đều bơi vòng nữa mà. Phượng quay vòng 16. Phượng ơi, cố lên. Phượng ơi, giải 3 đấy, cố lên. Cái gì giải 3 đấy. Phượng 16. Nghĩa vòng cuối về đích nhá, Nghĩa về đích nhá. Vi ơi, Vi 17:40 nên là Vi được giải nhì thôi nhá. Thôi vậy là được rồi, tốt rồi. Nghĩa về đích, Nghĩa về đích nào Nghĩa ơi. Nhanh lên, cũng có giải nhất đấy Nghĩa ơi, nhanh lên. Phượng cố lên, Phượng vòng cuối đây. Ngọc giải nhất rồi, hơn cả Nghĩa là hơn cả Hưng rồi. Rồi Ngọc quay vào cho thầy. 14. Hằng nhất, Ngọc nhất. Lan quay nhá. Lan quay 16, Lan quay 16. Lan cố lên, Lan cố lên, kiếm giải nhì giải ba Lan ơi, 16. Bằng Nghĩa về đích nào, Nghĩa về đích nào. Nghĩa giải nhất bằng Nghĩa ơi, về đích nào nhanh lên. Không bỏ lên. Làm thêm mấy vòng nữa.
Rồi, Nghĩa làm thành vòng nữa Nghĩa ơi. Rồi, bạn Nghĩa giải nhất. 20 phút 19. Nốt vòng nữa đi Nghĩa ơi. Nốt vòng nữa về kia đi. Hà Nhi 13 nhá. Phượng về đích nào, Phượng về đích nào. Phượng về đích nào Phượng ơi. Nhanh được giải nhì mà chậm hơn tí là giải ba đấy. Hôm qua thi thủ khuyến khích, nay là có giải đâu không ạ? 20 phút 45, 46 rồi, 47 rồi. Hay quá, 21 phút rồi. Phượng hơi tiếc đấy, Phượng là cố một tí nữa là Phượng giải nhì đấy. Xe Ngọc phi tiếp à, phóng tiếp à. Ngưng mày thấy chưa? Nó còn thi có 18 phút bao nhiêu nhỉ? Lại đọc bao nhiêu nhỉ? Ngưng đầu 20 cơ mà. Phượng về đích nào, Phượng về đích nào. Hai mươi mốt phút hai mươi bốn giây nhá. Rồi Phượng đạt như vậy là Phượng đạt 13. Bơi nốt vòng nữa đi, bơi chậm thôi, bơi chậm vòng nữa đi. Rồi Ngọc, Ngọc Hà này tốt rồi, quay đầu luôn, đừng bám cầu thang, quay đầu đi, đừng bám cầu thang, quay thầy vòng 14 nhá. Cố lên, sắp xong, sắp hoàn thành rồi đấy. Hà 14 nào, quay 14 nào. Nhi quay 14 nào. Quay đầu vòng 14 nào, chạm tay vào tường, đạp mạnh chân vào tường nào. Lan về đích nào, Lan về đích nào. Lan Ngọc về đích nào. Lan ơi cố lên, Lan được giải 3 nhá. Rồi như vậy là các bạn lớp 2 đầu giải nhất hết nhá. Phượng là cũng ok rồi. Rồi bạn hai bạn được giải bạn không vận về Ngọc là 22 cả. Ngọc khuyến khích nhá. Quay đầu sau này luôn đi. Quay vòng vòng nữa. Quay xa bờ đó, Hà Nhi. Bơi đi, bơi đi. 22 phút bao nhiêu ấy được Lan giải 3 nhá. Ngọc lớn giải khuyến khích nhá. Bơi xa bờ ra Hà với Nhi ơi. Bơi xa bờ ra đi, bơi xa bờ ra đi. Bơi xa bờ ra. Hà với Nhi bơi xa bờ ra. Sao sao nó còn 3 vòng nữa thì cố gắng lên. Cố lên. Bám cầu thang đâu, bám cầu thang đâu, quay đầu nào. 15 nào, 15 nào, 15 nào. Em cũng khó đấy. Cố lên nhá. Cố lên, cố lên, còn 3 vòng nữa thôi. Đừng uống nước đá, đừng để uống nước đá đau họng. Thôi thôi, tùy 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 tùy. Hình đó Nhi sau Hà kìa. Nhi 15, Nhi 15, Hà ơi, loại nhá. Thôi lên bờ đi. Không thi được thì có thể tập tiếp mà, có gì đâu. Khang bơi đi Khang, Khang bơi đi. Khang. Khang được bao nhiêu lần chiều dài rồi? Khang được bao nhiêu lần chiều dài rồi? Khang bao nhiêu lần chiều dài đấy Khang? Khang bơi đi Khang ơi. Khang ơi sang sâu bơi đi Khang, Khang ơi. Quay 16, Hà quay 16. Bây giờ mà tạt vào bờ nữa là thuộc vào thi lại luôn đấy nhá Hà nhá. Cái này nghe táo nhỉ.
Thế thôi, các cháu đây. Mười sáu nha, sắp hết rồi đấy. Quay đầu về đây nữa là xong đấy. Thẳng tay ra, thẳng tay ra, thẳng tay ra. Thở mạnh dưới nước nha, thở mạnh nước vào. Thở nước mạnh vào. Bơi gần bờ là thèm thèm là bán toay ngay. Em thở vào thôi chứ. Thở phải nhanh lên từ từ thôi. Thở mạnh dưới nước, thở mạnh nước đi. Bơi ao đi. Cái theo như là nó khó đây, nó cứ tự nhiên rồi đầm dậy nó khó, nó không thở mạnh ra dưới nước đi, thở mạnh nước đi, quay vòng cuối về đích nhá, hoàn thành là được nhá. Không được bám bờ, không được nghỉ là được nhá. Quay vòng cuối nào. Vòng cuối về đích là được nhá. Là đỗ tốt nghiệp nhá. Nghĩa giờ đọc quên. Nó 20 phút bao nhiêu ấy? Về nhà có video thì chia sẻ được. Đúng rồi, phải đúng rồi. Đấy thì ký ấy. Đúng rồi đấy. 2 phút 19 đấy. Dưới 21 phút. Bảo vậy thôi, mấy đứa bé nghĩa đầy đứa mà bơi 25-27 phút. Nên là mình cân nhắc và mình tính toán ấy rồi thì có thời gian cho nó rồi. Đấy, nghĩa kỳ kiêu. Rồi thầy cho chơi đấy, sang về với em mà chơi. Sang về với em ngâm mình cho nó mát đi. Xong rồi. Hà về đích kia nha. Đi vòng nữa, đi vòng cuối. Rồi bạn Hà về đích nha. Hà về đích. Hà 28 phút 12 giây. Nhi quay về đích vòng cuối cùng là Nhi. Hai đứa này mong nó tốt nghiệp rồi. Rồi nốt đi. Đạp giọng chân ra, được Nhi đạp giọng chân ra. Ừ. Đấy chắc là một tập đi thi chứ. Có cái bọn tập đi thi chứ. Đúng rồi. Ừ. Còn ở đây thì bơi như cá, có điều em chưa, em thấy em xem bọn này thôi. Nó bơi đang lắm. Nhờ. Không thở, thở xuống thở đi. Cứ bé bé thở tiếp đi. Anh chưa? Tăng tốc lên, sắp 30 rồi, tăng tốc lên. Tăng tốc lên, không 30 phút đấy. Rồi, đúng rồi. Nhi. 17 phút bao nhiêu rồi? 这样改呀。